Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 31 tháng 10, Hùng Hải Đông Anh về rất nhiều các dòng loa JBL có model LX. Vâng, LX 500, LX 600 và LX 1000. Vâng, ở đây có cặp loa JBL LX 500 vỏ thùng màu đen, hai cặp loa JBL LX 600 vỏ thùng màu nâu và hai cặp JBL LX 600 vỏ thùng màu đen. Bên cạnh đó còn có cặp loa L100 Century, ba loa chéo nhau. Và đây là cặp loa JBL LX 1000 vỏ thùng màu nâu. Hàng đẹp xuất sắc. Cũng về trong ngày hôm nay còn có cặp loa Boost 501. Cặp loa này rất nhiều anh em yêu thích. Và bác nào yêu thích cặp loa 501 này thì sớm liên hệ với Hùng Huyền Đông Anh để sở hữu cặp loa đẹp xuất sắc này. Vuông thành sắc cạnh và y căng thẳng thắn, không phồng phiêu. Nếu quý vị quan tâm đến các dòng loa JBL và đặc biệt là những dòng loa cây LX500, LX600, LX800 và LX1000 thì xin mời đến xem hàng trực tiếp tại Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10, số 12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477.